Trân trọng giới thiệu tới các bác xe mẫu xe 7 chỗ số tự động mang tên là Chevrolet Captiva, sản xuất năm 2008, máy xăng 2.4. Đấy, là thông tin của chiếc xe Captiva này 2.4 con nhá. Chiếc xe bản số tự động, bản số tự động các anh em mình xem đây ạ. Đây, nội thất bên trong đây ạ. Đây là cần số tự động của xe đây ạ. Chiếc xe có cái form dáng bên ngoài cho đến nội thất bên trong được thiết kế ra rất là đẹp mắt, đúng không ạ? Và chiếc xe Captiva này của em là một chiếc xe đẹp không có lỗi, là một chiếc xe đẹp không có lỗi nhá. Xe đã được lên hai màn hình rồi này, hai màn hình sau. Đấy, nội thất của xe được trang bị là màu kem và màu đen, hai màu. Đấy, hàng ghế đằng sau đây nhá. Xe trang bị 7 ghế ngồi. Một chiếc xe to cao, rộng rãi. Nhưng mà với giá tiền thì cũng rất là ít, các bác nhá. Hơn 200 triệu thôi, các bác sở hữu ngay mẫu xe này rồi. Một mẫu xe đến từ thương hiệu của Mỹ, mang tên là Chevrolet Captiva. Xe trang bị hai ống xả liền, đăng ký tên tư nhân chính chủ biển Hà Nội. Chính chủ biển Hà Nội nhá. Bên em hỗ trợ rút hồ sơ cho các bác mình để ra tên trên toàn quốc luôn. Về Hà Nội hoặc là về Sài Gòn cũng rất là ok đối với cái mẫu xe Captiva này. Vì đây là một chiếc xe biển Hà Nội rồi. Xe có lốp sơn bên ngoài, rất là sạch bóng luôn. Trang bị 4 la răng đúc và phanh ABS 4 bánh. Có cả chế độ neo đèo đổ dốc, hỗ trợ neo đèo đổ dốc các bác nhá. Chống trơn chống trượt trên mẫu xe này. Đây, gương điện, cụp gương luôn. Điều hòa auto tự động. Màn hình camera lùi đầy đủ. Gương kính của xe hoàn toàn chính điện. Đấy các bác nhá. Và mẫu xe này thì chạy được hơn 10 vạn rồi. Nói chung là những cái mẫu xe đời như này thì quan trọng nhất đấy, nó là máy ngon, số ngon. Đúng không ạ? Máy số là phải ngon, là điều quan trọng nhất. Gầm bệ chắc, đúng không ạ? Sàn của xe thì cũng đã được lên sàn 5D. Rất là đẹp mắt. Nội thất rất là rộng rãi. Giàn ốp tương đối đã rời, còn tương đối cũng nhá. Các bác mình về chạy thoải mái luôn. Đối với cái mẫu xe này và tất cả những cái mẫu xe khác mà hiện tại bên em đang kinh doanh, đang buôn bán ạ, thì bên em sẽ cam kết và đảm bảo cho các bác luôn là xe không đâm đụng, không va chạm và không bị ngập nước, không han mọt nữa các bác nhá. Và giấy tờ an ninh pháp lý thì phải chuẩn chỉ. Đấy là những cái vấn đề mà cam kết với tất cả các bác nhà mình, để các bác nhà mình yên tâm khi lựa chọn những chiếc xe mà bên em đang bán. Và bên em có sự hỗ trợ vận chuyển và rút hồ sơ trên toàn quốc luôn. Nếu nhà mình nếu các bác nhà mình có nhu cầu trong miền Nam hay là ngoài Bắc này cũng rất ok nhá. Em bán trong miền Nam rất là nhiều, thì cũng đều có sự hỗ trợ cho tất cả các bác. Và các bác xem chiếc xe này của em đấy ạ, mà đang ưng thích rồi thì có thể là chốt qua điện thoại, có thể là đánh xe đến tận nhà để các bác xem rồi chốt các bác nhá. Có thể là xem qua video để chốt, có thể là đánh xe đến tận nhà để xem rồi chốt. Đấy, đánh đến tận nhà thì các bác nhà mình không ưng thì chỉ trả tiền xăng thôi, còn nếu các bác nhà mình ưng thì trả tiền xe bên em. Đấy, hai bên kết hợp như vậy để làm sao mua bán được một cách thuận lợi nhất, đúng không ạ? Và đây là form dáng bên ngoài của chiếc xe Captiva này nhá. Các bác thấy này, cái phần thân vỏ xe nó căng đét luôn, không bị gồ ghề gì. Keo chỉ của xe là vẫn còn nguyên nhá, còn nguyên, thân vỏ gõ kêu loang quang xung quanh xe. Đèn vi đấy ạ. Đèn của xe thì vẫn còn trong các bác nhá, vẫn còn khá là trong. Đấy, về các bác nhìn mình vệ sinh cái đèn đi, nó sẽ sạch sẽ hơn. Vệ sinh cái đèn trước và vệ sinh cái đèn sau nữa nhá. Xe thì đấy là những cái mà các bác về mình dọn thêm. Đấy, bên kia thì nó chỉ bẩn thôi, các bác lau thì nó sẽ sáng như cái đèn này. Còn đèn sau thì các bác phải tháo đi để mình đánh nhá. Đây, đèn sau, hai cái đèn hậu đấy ạ. Đấy là chia sẻ với các bác. Còn về vấn đề lốp sơn của xe thì sao? Về lốp sơn của xe thì các bác có thể nhìn thấy xe không một vết xước nào. Xung quanh xe là không có bị xước chỗ nào các bác nhá. Vì xe này cũng đã được tỉa lại một số những cái vị trí bị xước rồi, cho nên là các bác nhà mình không phải phải làm sơn. Làm đèn thì cũng chỉ mất có mấy trăm nghìn thôi. Đấy, các bác về đánh đèn hết mấy trăm nghìn thôi là ok rồi.
đăng kiểm một xe đến tháng 12 năm 2020, còn rất là dài, tương đối là dài luôn. Đối với mẫu xe này thì các bác về đăng kiểm 1 năm một lần nhá, 1 năm một lần. Đối với mẫu xe đời 2008 này, sơn xi rất là bóng đẹp, sơn xi rất là bóng đẹp luôn, thân vỏ thì rất là căng, và những cái viền của xe thì cũng đã được bọc ốp inox hết rồi, nhìn chiếc xe nó sẽ sáng hơn, sang hơn đúng không ạ, sáng hơn và sang hơn rất là nhiều. Đấy, form dáng của chiếc xe Captiva này, một cái dòng xe đến từ thương hiệu của Mỹ, được người dân Việt Nam nhà mình rất là ưa chuộng, được rất là nhiều người dùng. Đấy, chiếc xe này thì các nhà mình mua về dùng gia đình thôi, còn thì mua về chạy dịch vụ thì không ai người ta mua cái dòng này về chạy dịch vụ nhá, vì đây là một chiếc xe .2.4 mà, cho nên là nhiên liệu của nó sẽ dao động là 10 cho đến hơn 10 lít trên 100 km các bác nhá. Đấy, nó là như vậy, chia sẻ với các bác là như vậy nhá. Các bác mình nếu mà chạy những dòng dịch vụ thì có thể lấy những cái mẫu xe Ford Everest như này này. Đấy, Ford Everest 2006 với cái giá tiền cũng loanh quanh 200 triệu đã mua rồi. Đấy, đây là máy dầu 7 chỗ. Form dáng thì nó sẽ không đẹp bằng chiếc xe này, nhưng mà nó lại là siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn. Siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn. Còn cái dòng xe này đấy ạ, có nhà mình chắc cũng đã biết đến rất là nhiều đúng không ạ? Vì không những là xem bên em và xem những cái kênh khác và xem ở thực tế bên ngoài, những cái dòng xe Captiva này được rất là nhiều người dùng, rất nhiều người đi luôn. Thì cái dòng này nó form dáng đẹp và phụ tùng thay thế nó cũng dễ, nhiên liệu thì nó cũng phải chăng, nhiên liệu thì cũng không phải nhiều lắm đúng không ạ? Mua được chiếc xe đời cao, giá chỉ có hơn 200 triệu thôi đã mua được rồi, hơn 200 triệu thôi đã mua được chiếc xe đến từ thương hiệu của Mỹ này rồi, và rất là đẹp rồi. Tuy rằng cái dòng này thì chạy nó không được sướng cho lắm, nhưng mà nó được rất là nhiều ưu điểm luôn, thì các bác mình có thể thấy đúng không ạ, rất nhiều ưu điểm luôn. Đây, các bác này, lớp sơn của xe nó rất là đẹp nhá, rất là lì luôn, lớp sơn rất đẹp, kính được bọc dán 3M, kính được bọc dán 3M hết rồi, xe được trang bị bậc bệ lên xuống này, đầy đủ những cái tính năng cần thiết. Kính của xe này vẫn là kính zin các bác nhá, vẫn là kính zin luôn. Đấy, bộ lót thảm sàn 3D này cũng mấy triệu đấy ạ, mấy triệu rồi, kể cả những màn hình cũng, màn hình này cũng thế này, đôi màn hình sau này và lót thảm 3D này, lót thảm 5D này cũng mất tương đối là tiền rồi đúng không ạ. Đấy, trước sau trên dưới đều được bọc thảm 5D luôn. Đấy, nội thất xe rất là sạch đẹp các bác nhá, rất là sạch đẹp luôn. Hiện tại thì các bác thấy em đang mở tất cả cánh cửa ra và quay các bác xem đây ạ. Các bác xem video của em mà thấy hay thì các bác hãy ủng hộ nhá. Ủng hộ bằng cách là các bác hãy đăng ký kênh. Các bác đăng ký kênh, cái nút đỏ đỏ phía bên dưới màn hình điện thoại của các bác đấy ạ. Để theo dõi, để cập nhật những cái mẫu video khác em đang lên. Và cũng đấy là một cách để ủng hộ kênh bên em luôn, để cho các bác mình làm sao giá yêu thương hợp lý, làm sao hợp lý nhất thị trường thì thôi. Tất nhiên là nó sẽ ở cái mức độ hợp lý đúng không ạ? Hợp lý cho một chiếc xe. Đấy, sau này các bác mình có bán đi cũng không bị lỗ đúng không ạ? Tất nhiên thì người dùng thì sẽ không thể tránh được vấn đề là đi bị lỗ đúng không ạ? Nhưng mà lỗ ở mức độ như thế nào? Mức độ cho phép đúng không ạ? Mức độ theo giá của thị trường. Đây các bác cho mình xem này. Đây là những cái phần táp ly cánh cửa của chiếc xe nhá. Sẽ đi sâu hơn bên trong nội thất nữa để các bác mình biết. Máy nội thất ghế da màu kem. Xe được trang bị hai túi khí an toàn, một túi ở bên phụ nằm ở phần táp lô, một túi khí ở bên lái nằm ở giữa vô lăng. Nằm ở giữa vô lăng luôn. Và cái dòng này thì phần táp lô cho đến phần táp ly cửa được thiết kế hoàn toàn là bằng một loại da xịn, loại da cao cấp luôn đấy ạ. Loại da xịn nha các bác nhá. Da thì nó sẽ không bị bạc màu so với những dòng xe nhựa. Những cái dòng mà nó thiết kế bằng nhựa đúng không ạ? Vị trí cần số phanh tay, hộp đồ, tỷ tay, cần số thẳng các bác nhá. Hệ thống điều hòa auto tự động. Đấy, màn hình, cam lùi các thứ đầy đủ luôn. Có khóa khiển các bác nhá. Có khóa khiển đó luôn. Những cái phần gioăng này, cột này,
chỗ này không có bóng lắm, về mình đánh bóng được. Những cái vị trí này cũng không cần thiết lắm đúng không ạ? Những cái vách cửa là chưa tháo các nhá, những con bu lông ở vách cửa là chưa tháo luôn. Đấy, một trong những cái vị trí tiếp theo nữa thì mời các bác xem, sẽ quay các bác xem đầy đủ bốn cánh và đầy đủ bên trong nội thất nữa nhá, để các anh em mình cảm nhận thấy rõ nét được chiếc xe này. Các bác thấy thì em cũng đã quay tương đối là kỹ và tương đối là gần. Nếu các bác nhà mình nếu muốn xem bất cứ một chi tiết nào khác thì các bác hãy kết nối Zalo theo số 093 8586 307 nhá. Và một số nữa các bác có thể liên hệ khi số kia bận. Đấy là số 0389 000 555. Đấy là một số điện thoại nữa của bên em để tư vấn cho các bác mình nhiệt tình kỹ hơn đối với những mẫu xe mà bên em đang bán. Đây sàn đấy ạ. Sàn rất là đẹp mắt luôn đúng không ạ? Trần của xe thì vẫn là trần lý nhá. Trần lý rất là trong. Rất là trong luôn. Và rất là căng luôn. Những cái cửa gió này thì em cũng không để ý là không biết được cửa gió nó có gió đằng sau không. Vì những dòng xe Captiva này nó sẽ không có cái cửa gió như vậy nhá. Nó không có cửa gió như vậy đâu. Đấy, cái đấy thì người ta lắp thêm thôi. Đấy, phía đằng sau này, hàng ghế đằng sau này. Hàng ghế này các bác có thể gập lại, có thể là dựng lên như thế này, dựng lên để ngồi, còn gập lại thì có thể, các bác có thể để hàng. Và hàng này thì các bác có thể là ngồi thêm 3 người ở phía sau này nữa, có thể ngồi thêm 3 người nhá. Tất nhiên thì tùy theo cái trọng lượng, chiều cao to của các bác đúng không? Ngồi ở phía sau, vì ở phía sau thì nó sẽ bé hơn so với lại những cái hàng trên, so với hàng trên nhá. Đây ghế đấy ạ, đây các bác xem chỉ cái nào hộp đồ. Đây là trần của xe nhá. Anh Hiếu mở em lắp cái máy lên. Mời các bác xem đến hai cái cánh này, thêm ở bên trong nội thất nữa. Các bác đúng chân hãy alo nhá. Đúng chân bên em thì đúng chân chiếc xe này thì hãy alo cho bên em. Các bác ở xa xem kỹ, các bác ở gần thì đến xem xe trực tiếp, chạy thử luôn chiếc xe này để biết chiếc xe này nó như nào. Chiếc xe chạy rất là thích luôn. Gầm của nó rất là chắc chắn. Đây vị trí tắp ly tắp lô của xe đây ạ. Đấy, âm thanh nghe hay. Các bác nhà mình thấy em làm video hơi dài thì mình có thể tour đi những cái chỗ mà không cần thiết các bác xem nhé. Nhiều bác thì em thấy hơi vội vàng để xem một video, cho nên là nhiều khi là em cũng bảo các bác đấy là tour đi. Nhiều bác cứ bình luận ở phía dưới bảo là em hơi dài dòng, hơi lan man, hay lơ thê, rồi hay nói chung là nhiều cái lắm. Nhưng mà các bác thì mình nếu mà không ví dụ một số những vị trí mà không thích xem mình có thể tời đi mà đúng không ạ? Tất nhiên thì đấy là một cái những trong những cái đóng góp của các bác thôi. Nhưng mà em thấy là những cái đấy thì em thấy là cũng không cần thiết. Các bác thì mình thấy những cái gì cần thiết mà để đóng góp đấy ạ, thì các bác có thể bình luận ở phía bên dưới nhá. Bình luận phía bên dưới video này để bên em sẽ phục vụ và làm sao đáp ứng các bác nhà mình tốt hơn nữa. Những cái vách cửa này, xe trang bị có ghế điện nhá, có ghế điện luôn. Vô lăng 4 chấu, tôi khi nằm ở giữa, nằm ở giữa vô lăng. Em quay gần những cái vị trí phần tắp lô xe này. Đây, phần tắp lô này. Như vậy cũng khá tương đối về phần nội thất bên trong rồi đúng không ạ? Bây giờ mời các bác xem phần khoang máy nhá, lổ máy lên luôn. Đây, máy lổ luôn rồi. Đây, phần đồng hồ đấy ạ. Đây, phần đồng hồ xe đây nhá. Bây giờ em sẽ ra bên ngoài quay các bác xem phần khu vực máy. Đây, vị trí công tắc tính cờ xe lên xuống nó rất là nhẹ nhàng nhá, lên xuống rất là nhẹ nhàng. Đây thì bây giờ em mời các bác xem đến cái khu vực động cơ của xe. Đấy, cabo này lý trông lóng, trông nhiệt của nó vẫn còn rất là đẹp. Đấy, máy đang nổ đấy ạ. Hiện tại em đang nổ máy lên cho các bác nghe đấy ạ. Máy rửa máy đã rất là sáng sạch sẽ rồi nhá. Máy rất là sáng sạch sẽ rồi. Máy nổ êm, các bác có thể nghe đây rồi đúng không ạ? Máy nổ ngon nhá. Riêng về máy số của xe các bác yên tâm, hoàn toàn yên tâm về máy và số. Máy số là không có lỗi, không có vấn đề gì cả, không có vấn đề gì cả các nhá. Máy hoàn toàn yên tâm, số cũng vậy. Bây giờ quay gầm,
Bây giờ quay gầm, các bác xem phần gầm. Đấy là lội, cho nên là dòng của xe nó rất là đẹp nhá. Không bị ngoặc gì. Đấy, cua lốp, bao bô lê cua lốp này. Lốp phụ, lốp mà dự phòng của xe này đấy ạ, được trang bị ở dưới gầm nhá. Trang bị ở dưới gầm, gầm đấy ạ. Không mục mọt gì các nhá. Không han mục mọt gì. Như vậy thì cũng đã tương đối là chi tiết về mẫu xe Captiva 2008 đây rồi. Các bác cần biết thêm hãy kết nối Zalo cũng như là Facebook theo số điện thoại vừa rồi em đọc. Và có thể là thêm nếu mà Facebook các bác thì mình không tìm qua số điện thoại thì có thể tìm theo địa chỉ là Mr. Trump Moto thành phố Hải Dương nhá. Mr. Trump Moto Hải Dương cũng được. Và các bác đến vị trí địa chỉ phố Nguyễn Thời Trung gần bến xe Hải Tân và gần Cầu Cất. Đến đó các bác hãy alo cho bên em để bên em chỉ đường hoặc dẫn vào các bác nhá. Để bãi xe bên em đây ạ. Chuẩn bị bãi xe em sẽ có sự thay đổi là làm mái, không làm lưới nhá, mà sẽ làm mái tôn luôn, sang đầu tháng sẽ làm mái tôn luôn. Để các bác đến xem xe không bị mưa, không bị nắng. Đấy, và xe sẽ không bị bụi bẩn đúng không ạ? Đấy, rất mong các bác ủng hộ em trong những thời gian tiếp theo nhá. Đấy, vâng, ok, em cảm ơn.